Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ review con điện thoại Sony XZ Premium của mình. Đây là con điện thoại của mình. Mình mua trên Shopee với giá hơn 2 triệu các bạn nhé. Hơn 2 triệu. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết về quay video và chụp ảnh của con này thực sự là có ok không các bạn nhé. Như mấy năm trước thì con này là một flagship khá là nổi tiếng và đình đám các bạn. Bản của mình đây là bản Nhật nhé, Docomo này. Đây, sau đây thì mình sẽ bắt đầu mình review cho các bạn xem. Ok mọi người nhé, thì đây là con điện thoại Sony XZ Premium của mình. Bản của mình là bản Nhật các bạn nhé, bản Docomo này. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết về con điện thoại này của mình các bạn nhé. Đây đầu tiên thì con này có công nghệ màn hình là LCD với độ phân giải là 4K các bạn nhé. Màn hình rộng là 5,5 inch. Và có camera trước là 13 mp. Có hệ điều hành Android 8 Audio. Và con chip xử lý là Snapdragon 835 8 nhân với tốc độ xử lý 4 nhân là 2,45 GHz và 4 nhân 1,9 GHz. Với chip đồ họa là Adreno 540. Có RAM là 4GB. Và bộ nhớ trong là 64GB. Cổng kết nối sạc là Type-C các bạn nhé. Jack tai nghe là 3,5 mm. Và có kết nối OTG. Khá là ok. Với dung lượng pin của con này là 3230 mAh. Thì con này có trọng lượng là 191 g và ra mắt vào tháng 6 năm 2017 các bạn nhé. Cũng mấy năm rồi, con này ra cũng khá lâu rồi. Còn sau đây thì mình sẽ test quay video và hình ảnh chụp cho các bạn xem chất lượng của máy con máy này sẽ ra sao các bạn nhé. Ok, sau đây thì mình sẽ bắt đầu mình test cho các bạn xem. Ok, sau đây thì mình sẽ test chụp ảnh và quay video cho các bạn xem nhé. Con điện thoại này của mình nó có nét và chi tiết không? Đây, sau đây thì mình sẽ để chế độ camera này. Là mình sẽ chụp ảnh trước các bạn xem nhé. Rất là nét. Vì ngoài trời này rất là nắng nên là hơi khó nhìn các bạn nhé, hơi bị bóng đi, bóng một chút. Đây. Đây mình sẽ chụp bông hoa này. Sau đây thì mình sẽ chuyển cảnh sang quay chế độ video cho các bạn xem nhé. Ok, bây giờ mình sẽ quay video cho các bạn xem. Hơi bóng một chút, hơi khó nhìn. Nhưng mà tí nữa mình sẽ edit video cho các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Một vườn hoa rất là đẹp. Một màu tím. Đây là khung cảnh khu đô thị. Họ trồng cây tiểu cảnh rất là đẹp.
cho các bạn xem. Hơi bóng một chút, hơi khó nhìn, nhưng mà tí nữa mình sẽ edit video để các bạn sẽ dễ nhìn hơn. Phần hoa rất là đẹp, một màu tím. Trồng cây tiểu cảnh rất là đẹp. Ok, sau đây thì mình sẽ chuyển cảnh sang bên này mình chụp cho các bạn xem nhé. Bông hoa rất là nét luôn. Hơi có cầm một chút vì một tay mình cầm máy để quay và một tay mình cầm để chụp. Rất là nét. Sau đây thì mình sẽ chụp một ảnh ngang. Sau đây thì mình sẽ chuyển chế độ quay video các bạn nhé. Đây, mình đang chuyển chế độ quay video. Màu sắc cũng khá là tươi đấy. Liệu có quay được rõ nét con ong đang hút mật không? Rất là đẹp. Mình đang quay bông hoa. Rất là chi tiết, sáng này. Chế độ quay video. Màu sắc cũng khá là tươi đấy. Liệu có quay được rõ nét con ong đang hút mật không? Rất là đẹp. Quay bông hoa. Chi tiết sáng. Ok mọi người nhé, sau đây thì mình sẽ test chất lượng video trên con máy này các bạn nhé. Mình đang đi trên đường với hàng cây có hoa rất là đẹp. Trong khu này là khu đô thị nên là họ trồng rất là nhiều cây cảnh như là cây để lấy bóng râm các bạn nhé. Đây, phía trước mình đây là một vườn hoa màu tím.
vì thời điểm ra mắt con này khá là lâu rồi nên là chất lượng video thì cũng không quá kỳ vọng nhiều đâu các bạn nhé. Quay khá là nét. Đây là trồng rất là nhiều cây này. Và một hè này thì hàng cây này thì tạo lên một bóng râm mát mẻ cho những người dân xung quanh đây, họ đi qua đây họ nghỉ ngơi các bạn.